bạn, hiện nay Đại Trần đang ở sân bay và chuẩn bị bay tới thăm một quốc gia mới. Thủ đô của quốc gia này tên là Moroni. Và nếu các bạn là thuộc 9% số những người chưa từng nghe tên quốc gia này thì các bạn đừng lo, Đại Trần cũng nằm trong danh sách đó. Đường bay tới quốc gia này không được nhiều lắm, do vậy mà khá vất vả mới tìm được một chuyến bay tới đây. Và đây là toàn bộ số hành khách đang chờ chuyến bay này. Tổng cộng là khoảng tầm được chục người. Thời gian bay cũng đã cận kề rồi mà chỉ có gần này người thôi. Chào mừng các bạn tới với Comoros. Và chào mừng các bạn tới với Comoros, một quốc gia khá là vô danh so với rất nhiều người, và mình cũng là một trong số người như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào khám phá quốc gia này để xem nó thú vị ở chỗ nào. Và ở những quốc gia không phổ biến lắm với khách du lịch như thế này thì việc ăn uống, ngủ nghỉ là vấn đề rất là lớn, và đây không phải ngoại lệ. Khách sạn này các bạn tìm rất là khó, đặc biệt là khách sạn dành cho những người mà không quá giàu, khách sạn vừa túi tiền. Và đây là cái nơi mà mình tìm được, giá là 50 đô một đêm. Rất may là cũng khá là khang trang so với tiêu chuẩn châu Âu. Đây là cái nhà trọ thì đúng hơn là khách sạn. Có đầy đủ tất cả, tiện nghi, giường cũng rất đẹp. Tuy nhiên khách sạn này nằm trong một cái ngõ rất là sâu và khá là tối tăm nữa. Đây là cửa ra vào, còn ở kia là một cái cửa, cửa cũng là một cửa ra vào nữa nhưng mà không khóa. Ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra. Rồi có cái gì đó cảm thấy là không được an toàn cho lắm. Quảng trường Độc Lập là một trong những quảng trường ở trung tâm thủ đô Moroni của Comoros. Là bưu điện quốc gia của Comoros, và đây là cái ngã tư ở cái quảng trường Độc Lập này. Ngay bên cạnh đó là một khu chợ, khả năng là khu chợ tự phát. Ở đây họ bán rất nhiều thứ, và như các bạn thấy ở đây thì đấy, không khí của chợ rất là nhộn nhịp. Gợi nhớ cho tất cả các khu chợ ở châu Phi, khu chợ nào giống khu chợ nào, đủ các loại rau quả cả. Người dân Comoros nói chung là khá là thân thiện, tuy nhiên có một vài người họ có vẻ như không thích chụp ảnh và họ đã phản ứng ngay lập tức. Đây là một loại quả, khả năng là một loại quả rau, trông giống quả nhót ở miền Bắc mình, nhưng mà có vẻ như không phải. Người cũng có mùi chua chua, nhưng sờ nhũn nhũn và không có cái lông như quả nhót. Mùi giống mùi khế hơn. Banana. Banana.
ở đấy gần biển, do vậy mà các hải sản không thể thiếu. Có rất nhiều loại cá phong phú, trông rất là bắt mắt. Đây là một hình như là con cá mập thì phải, các bạn thấy có cả cái vây rất là to đây, cá rất khổng lồ, cái to khổ cực không. Đi ngang khu chợ này không khác mình nghe một cái dàn giao hưởng, vì cửa hàng nào, cái kiosk hàng nào cũng có một cái loa như thế này để họ giao hàng, rất là chói tai, đinh tai nhức óc. Ngay bên cạnh khu chợ rất là náo nhiệt này là một cái ngõ nhỏ. Quang cảnh người dân đang sinh hoạt trong cái ngõ này. Bạn biết ở đây thoạt đầu nhìn có vẻ rất là đẹp, nhưng mà nếu các bạn đi xung quanh đây và nhìn kỹ thì thấy sẽ đề cập một vấn đề rất lớn, đó là vấn đề về rác thải. Ở đây rác thải là một vấn đề cực kỳ là nghiêm trọng, có vẻ như mọi toàn thành phố được ngập tràn trong rác thải. Một điều rất là đáng tiếc, hiếm có một nơi nào mà một cái vấn đề rác thải lớn như vậy. Thuyền vừa đi đánh cá về, còn anh bạn làng chài này có vẻ như vừa đánh cá về, thế là ngủ để thư giãn. Còn đây là những sản phẩm tươi giói vừa lấy vừa bắt được từ biển về, còn nguồn cá rất là khổng lồ. Đây là một trong những khu phố ở thủ đô Moroni. Đương nhiên đây không phải là phố chính, tuy nhiên các bạn cũng có thể thấy được cái sự sập sệ của nó. Không một bóng người nào hết. Đường phố thì chất lượng rất là chán đời, và đây còn có rất nhiều ngôi nhà đang xây dở và có vẻ như là chưa khánh thành mà họ đã vào ở rồi. Đây rất nhiều ngôi nhà như vậy, hoặc cũng có thể đây là cái phong cách xây ở đây. Họ không sơn, họ chỉ xây, họ để này thôi. À, có những chiếc ô tô này, chiếc ô tô hỏng, họ cũng vứt đây luôn. Đây còn rất nhiều ô tô nữa, ô tô hỏng lốp, hỏng tất cả mọi cái rồi mà họ cứ để ở trên đường như này. Trong kia cũng còn rất nhiều phụ tùng ô tô hỏng. Và cuối phố thì chúng ta sẽ rẽ vào thăm một cái con ngõ khác, con phố khác ở đây. Đây là các cái con ngõ, con phố ở thủ đô Moroni. Có
bé này rất tốt bụng, thấy một người lạ để là dẫn đường đi. Và cái con ngõ này rộng hơn một chút, cũng khang trang hơn một chút, sẽ dẫn chúng ta ra cái đường chính. Đây là một trong những khu trung tâm khác ở thủ đô Moroni, và phố xá ở đây cũng chỉ có đơn giản thế này thôi. Ngoài những khu mà có mấy cái chợ ra thì là đường phố là khá là vắng vẻ, không được nhộn nhịp lắm. Đây là một cửa hàng bán sách mà có vẻ là sách giáo khoa cho học sinh. Cũng chỉ có một vài quyển mà khá là đơn giản. Bên cạnh đó là một cửa hàng tạp hóa. Ở đây họ cả bán thịt, hoa nước hoa quả, sandwich và một số sản phẩm khác nữa. Còn đằng sau kia, đằng bên trong này các bạn thấy là nhà của người dân ở bên đường phố. Ngay cạnh đây là một kiosk bán hàng, bán các cái sản phẩm nhỏ nhỏ thôi, kẹo rồi là xà phòng, nước. Nhưng mà đường phố ở đây thì hai bên đường phố đây không có gì cả, cửa hàng họ không được nhiều lắm, trừ mấy khu mà có chợ ra thì ở đây họ rất sống rất là đơn giản. Nếu mà nói thủ đô Moroni của Koromos là một bãi rác khổng lồ thì cũng không phải là cái điều gì quá là phóng đại, bởi vì ở đây các bạn thấy là khắp nơi người ta đều xả rác một cách rất là bừa bãi. Và tất cả các loại rác từ thức ăn đến chai lọ đều có cả. Ở đây là trước cửa của một cái khu trường cũng bạt ngàn là rác. Thậm chí ở đây người ta còn dùng làm nơi vệ sinh luôn. Thực ra trước khi đến đây thì mình cũng có một chút gì đó rất là ái ngại và cũng có phần sợ sệt, vì sợ là cái trải nghiệm của mình ở đây cũng sẽ tiêu cực như ở Djibouti. Nếu các bạn đã từng xem video của mình về Djibouti thì sẽ biết ở đó là nó kinh khủng như nào. Nhưng mà cũng không đến nỗi nào, tại vì là người dân ở đây thì rất là thoải mái và thân thiện. Nếu mà bạn quay phim chụp ảnh họ mà họ bạn xin họ trước ấy thì là họ sẽ không nói gì cả, họ cũng rất thoải mái tự nhiên thôi. Ở ngoài đường nếu bạn quay phim chụp ảnh những thứ mà bố thưởng bố phạt này không thì không ai nói năng gì hết. Ở Koboros này mình học được hai điều mới. Điều thứ nhất liên quan đến giao thông, đó là như bất kỳ một cái thành phố lớn nào khác thì ở thủ đô Moroni này giao thông cũng rất là kinh hoàng và tắc đường là chuyện xảy ra thường xuyên. Như các bạn thấy thì hầu như ai có ô tô. Tuy nhiên những người đi xe máy mới là những người có tiền, không phải những người đi ô tô. Và xe máy cũng là một thứ phương tiện giao thông phổ biến ở đây. Và nếu các bạn đi xe máy thì các bạn có thể tránh được những cái ùn tắc này rất là nhanh, có thể tiến lên một cách dễ dàng hơn. Do vậy là ở Comoros này người nào đi xe máy mới là người có tiền, còn những người có ít tiền hơn thì phải đi ô tô. Đây là điều mới đầu tiên mình học được ở đây. Và điều mới thứ hai là điều gì thì chúng ta sẽ theo dõi trong ít phút nữa. Ngoài rác rưởi thì hai bên đường phố này cũng là nơi để người ta để những ô tô hỏng. Ví dụ ở đây chẳng hạn, chiếc ô tô này đã hỏng rồi và không còn được sử dụng được nữa. Bên cạnh đó là một chiếc ô tô con. Và đây là hai bên đường phố.
hè phố này kiêm luôn chức năng là cái nơi để người ta vứt bỏ những cái xe cũ không còn được sử dụng được nữa. Trên này là một số cái một cái nhà của người dân ngay bên phố, nhà cửa có vẻ rất là tạm bợ. Chúng ta đang ở thăm một nhà hàng bán món thịt gà nướng. Nhà rất đơn giản thôi nhưng anh chủ quán này rất là thân thiện. C'est ton restaurant? L'argent. Money. Cái nhà hàng ở Thủ đô Moroni chỉ có một chiếc bàn và hai cái ghế băng hai bên cạnh. Và có vẻ như là cái món duy nhất ở đây là món thịt gà. Banan. Manioc. Manioc, y banan, y poulet. Vậy anh có 3 món là có món chuối, món củ sắn và gà. Bonjour. Các em nhỏ Comoros hình như đã chơi điện thoại, chơi trò chơi. Bonjour. Bên cạnh đến một cửa hàng và đây là một con phố cũng khá là nhộn nhịp nữa. Hai bên đây là nhà của người dân. Cũng có thể là cửa hàng bên đây, hai bên đây là cửa hàng thì đúng hơn. Trong đây mới là nhà của người dân. Bonjour. Đây là nhà của cô này và cô ấy bán luôn mấy cái đồ bên ngoài, mấy cái chuối và đây là lạc rang. Đây thực sự là nhà ở chứ không phải là cửa hàng nữa. Bạn thấy bên trong là bếp. Đây là một trường học. Các em học sinh lớn tuổi hơn thì mỗi người một cái điện thoại đang ngồi chơi, còn các em học sinh nhỏ hơn một chút thì đang nghịch với nhau chơi bóng đá. Trường học trông cũng rất là đơn giản và thô sơ. Những em học sinh nhỏ có vẻ rất thích được quay phim chụp ảnh, do vậy mà đã làm một bài nhảy trước ống kính để thử tài. Lớp học rất là đơn sơ và bên ngoài thì các bạn thấy thì rất nhiều rác. Bây giờ có vẻ như trường đã tan.
Một người mặc com lê, có một cái cặp sách ngồi nghe điện thoại ở đây, có vẻ như là thầy giáo. Ở trong cái chợ này mình đã tìm được món sở trường, đó là mít. Cô này có bán một miếng này là 1.000 franc, là giá khoảng tầm 50.000 thôi, cũng không quá là đắt. Thế những cửa hàng tạp hóa ở hai bên đường phố, bên ngoài thì trông không có vẻ sạch sẽ lắm, nhưng bên trong họ cũng có khá đầy đủ các loại hàng hóa. Còn đằng trước chúng ta kia là bến xe trung tâm của thành phố. Ở đây phải nói là rất nhiều cá, trông thì rất thích mắt. Có một con cá rất là to đang nằm chờ ở đây. Họ có bán bánh mì như ở Việt Nam. Đây là bến xe ở trung tâm thành phố, mà lên đây các bạn có thể đi bắt xe để đến các cái vùng khác ở trên đảo này. Vấn đề vệ sinh cũng là vấn đề rất là lớn ở đây. Đây rất là bẩn. Ngoài ra đây còn có một loại phương tiện đi lại nữa, đó là taxi. Taxi ở đây thì họ sẽ chờ đủ người thì thôi, thì họ sẽ xuất phát. Do vậy mà nếu mà không may thì có thể chờ vài tiếng đồng hồ mới đủ người để đến một địa điểm nào đó. Đến bến xe đấy, bến xe trung tâm thành phố đấy. Còn trong này là một cái sạp hàng, quầy hàng của những người bán một số loại thực phẩm như là bánh mì và một số loại thức ăn đường phố khác. Anh bạn ấy bán rong. Chúng ta ngắm một lần nữa cái phía bên ngoài của cái bến xe trung tâm này. Như bạn thấy thì lạc ở đây là một món ăn đường phố rất là phổ biến, họ bán rất nhiều ở đây. Giá một cái, đây gọi là cái túi hay là cái hình gì, giá một cái này có 50 franc rất là rẻ, và họ bán rất nhiều ở đây. Cách bờ biển bây giờ tập trung rất nhiều người, mà chủ yếu là đàn ông. Mình sẽ sang xem họ đang làm gì ở đó. À đây khả năng là những nơi buôn bán của những người thợ chài. Họ mang những mẻ cá rất là tươi từ vừa từ biển về. Loại cá vô cùng ngon và to. Còn bên trong này đây là nơi giải trí thư giãn của những người đàn ông. Họ chơi một số loại trò chơi, ví dụ như là chơi tú lơ khơ, chơi đá bóng, chơi cờ. Xung quanh đây và điều kiện vệ sinh ở đây cũng không được tốt lắm. Ở đây có rất nhiều rác và cũng bốc mùi khá là nặng.
Đây có vẻ là nơi tập trung rất là yêu thích của những người dân ở đây, đặc biệt là của đàn ông. Đây là nơi tập trung rất nhiều trẻ con, có vẻ như trẻ con và người lớn tập trung ở hai nơi khác nhau. Bọn trẻ con đây tắm sông và ở dưới này là những chiếc thuyền, khả năng cao là những thuyền đi đánh cá vừa về. Ở đây rất nhiều. Bây giờ mình đang ngồi ăn tối ở một nhà hàng khá là sang trọng ở thủ đô Moroni bên cạnh bờ biển. Các bạn có nghe tiếng sóng vỗ dồn dập không ạ? Cảnh rất là thơ mộng. Nhà hàng này rất là rộng, đẹp và không có khách nào cả. Hiện nay mình vẫn là người khách duy nhất, có khả năng bây giờ vẫn còn khá sớm do vậy mà khách người ta chưa đến. Và món đầu tiên mình đặt là cái món samosa ở đây. Là cái món samosa là cái món rất là phổ biến ở nhiều nước, ví dụ Ấn Độ, Pakistan, rất nhiều nước. Nhưng mà nghe nói là ở Comoros này, ở Comoros thì đúng hơn, Comoros này, món này rất là ngon tại vì bên trong của nó là làm cá, rau rồi ăn với lại sốt mayonnaise, rất là ngon. Đây là cái món khai vị, tuy nhiên còn lát nữa còn một món nữa, món này rất đặc biệt mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Ngon thực sự, rất đậm đà, ngon tuyệt. Các bạn có thể ăn cùng bánh mì nếu muốn. Mình gọi thêm một cốc bia, nhưng ở đây các bạn biết thì các nước đạo Hồi họ không uống rượu bia rồi mà không có bia gì hết, ăn không này thôi nhưng mà cũng vẫn rất là ngon. Giống như một loại chả nem của Việt Nam mình ấy. Và món tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn là món tôm hùm Comoros. Và Comoros là nơi được coi là có tôm hùm rẻ nhất nhì thế giới. Ở đây hải sản rất là nhiều, không chỉ có tôm hùm mà trong tất cả các loại cá có rất là nhiều và phong phú. Và cái lý do tại sao tôm hùm ở đây rất là rẻ là mình được nghe kể là ở đây người dân họ không ăn tôm hùm. Tôm hùm và mực là hai cái loại hải sản mà họ hầu như không ăn. Do vậy mà giá ở đây rất là rẻ. Ví dụ một cái suất tôm hùm rất là to như này, trông này thôi nhưng mà rất là to, giá là khoảng tầm 12 đô la. Làm là rất là rẻ rồi. Và cái lý do tại sao mà người dân ở đây người ta không ăn tôm hùm thì mình đoán thôi, khả năng là do có vấn đề liên quan tới vấn đề tôn giáo. Tại vì đại đa số người dân Comoros là theo đạo Hồi, do vậy mà có thể do vậy mà họ không ăn tôm hùm. Và khi đến đây thì đây là món chắc chắn là các bạn không thể bỏ qua. Tôm hùm rất là ngon và ở đây còn rất là rẻ nữa. Ngon tuyệt vời. Wow. Và đây là cái món người ta làm sẵn ở nhà hàng, một nhà hàng khá là sang trọng, tím đắt như này. Còn nếu các bạn mua tươi sống về thì còn rẻ nữa. Và cùng với món tôm hùm này mình xin để kết thúc video về Comoros ở đây. Hy vọng các bạn tìm hiểu thêm một chút về quốc gia khá là bí ẩn, khá là xa xôi chúng ta. Hẹn các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại từ thủ đô Moroni của Comoros. Và mình vừa đi ăn tối về, bây giờ đã khá muộn rồi, khoảng gần 8 giờ. Và đây là một quang cảnh đường phố vào buổi tối ở thủ đô Moroni của Comoros. Các bạn thấy thì ở đây không có đèn điện, không có những cái cột điện, và ánh sáng duy nhất là ánh sáng hắt ra từ những nhà dân và ánh sáng của ô tô thôi.